Dạ Vũ xin chào bà con cô bác. Hôm qua mới gửi chiếc khu Chà Lét đây, đang đang bán cho bà con đầu vết đây. Dạ, cục máy trước đây, cây sườn bán rồi. Ở đây em có ké vô hai cái bình xăng con cho tháo trái ga đây. Một cái bình xăng con có rim 125 đời 2022, một bình 2021, 22 là cuối đời mình gửi xe. Hai cái bình này đều lên xe chạy test ok năm mà qua anh hết trơn rồi. Bây giờ cái bình này là cái bình số 8 hôm bữa nè, bình cọp luôn á. Đời 2022 luôn á. Trái ga có chốc nước sơn nè ha. Bình này 1 triệu nha. Bao găm ti bao xăng dư nha. Nè. 1 triệu đời 2022 mới chắc nha. Bình số 8 1 triệu đời 2022, cái bình này hơi xấu miệng nè. Cái bình số 9 đi, trái ga đen mông luôn không chốc nước sơn nè, cái này ốc tán đẹp lắm nè. Nó lên xe chạy test ok cho giọt bóc không có bị đờn vậy cho ha, không chảy xăng dư. Bình số 9 này giá 900 ngàn do cái miệng nó xấu nè ha, miệng nó xấu này chút xíu, nhưng cái miệng này cái boe nó ôm lại rồi do vận chuyển nó cắn với nhau nè ha, nhưng mà cái boe ôm lại rồi không có sao cho cái bình số 9 này 900 ngàn. Cái ga đen mùng này không lém nha. Rồi trở lại vấn đề xe full led gãi xe, cái yên và thùng yên bao nhiêu? Chết mẹ này tùm lum chân dạ đâu yên và thùng yên đây của full led đó, cái này đi theo cục máy nha. Yên và thùng yên full led nè đó, ai bị gách bị hư 650 ngàn nha, có cái bộ đồ nghề ở bên trong luôn nè. Mấy ông hãng mà không ra mua xe mới tặng cái gì, tặng tiền tặng bạc gì không, tặng tặng cái bộ đồ nghề nè, tặng ba cái đầu xuôi không nè, đồ nghề với cáp cái gì nó. Cái yên này sẽ có mấy cái này luôn nha. Ôi trời ơi, gì đó mất tiêu chân, có cái vít không ạ? Có cái vít không ạ? Với cái này không ạ? Rồi cái yên full led này còn nguyên chân da rin ha. Rồi, thùng luôn này kia em bán cái 650 thôi, yên da màu nâu ha. Rồi giờ gắn tất cả cái dòng full led nha. Có cái thùng này sẽ gắn được phun mập nha. Rồi thấy xuống đi, vô quy y phun mập full led luôn. Cây cản này là chích bà cản thái luôn hả? Ồ, cái cản này cản thái luôn. Ông này ông mua cản thái ông thay vô nè. Cái cản nè cản thái luôn, cái thản cản thái luôn, si quết cây z luôn. À, thay cái cản thái nè, bởi vì xem chạy đẹp kỹ quá trời luôn. Cái cản này 400 ngàn nha. Rồi cho qua cái đồng hồ full led đây, cái đồng hồ full led thì đang lên bình thường, xe đẹp gỡ ra mà đi 29 ngàn đúng đồng hồ á. Cái đồng hồ này bán hôm qua 550 đúng không hả? Gấp cặt te nó gấp gấp còn rất là đẹp ra, không một lũng như chân nha. À, bà con có cái gấp với cặt te này, đưa cặt te lên, nếu mà bán cái này chung nha 800 ngàn, bà con sẽ vô được cho thằng phu mập nha. Mua hai món này sẽ vô được phu mập gấp cặt te. Rồi ba cái đồng hồ này 550 ghi vô, đồng hồ 550 gấp cặt te nè, nó bị xét ở đây đó. À, bán cho bà con là 800 ngàn gấp và cặt te đi chung hàng theo xe, không có ốc tán gì nha, chỉ có cốt gấp thôi nha, không có mấy bắt tăng sên đâu nha. Rồi đi đưa theo cũng được, khỏi quay. Cái đĩa chưa có mòn luôn nha đó, cái đĩa rin theo xe nè, cái đĩa rin theo xe bán 290 ngàn. Rồi cây cần số của full led đây đó, cần số này là gam nha, không phải xi nha, 100k nha đó. Cần số full led sẽ có con ốc số 10 luôn, 100k mòn gót con xương này. Rồi cái cục pin sườn, pin sườn có giá không? Pin sườn của full led chụp pin theo xe nè, 300 ngàn, mềm mỏng mềm mèo ha, 300 ngàn. Trắng ba full led 400 ngàn, đẹp nhất cái nách nha, trắng ba full led
sẽ vô được full LED và quay LED đó. Ai có trục trặc mua này thay vô trắng bàn đẹp quá trời luôn nè, chắc là khỏi bàn ha. Rồi cặp gác chân nhôm này bao nhiêu ạ? 300 hay 350. Nhôm này đẹp dữ rồi trời. Gác chân nhôm với miếng sắt bán chung, hai cục thun còn kích ghiệm. Đây bà con coi ha. Rồi cặp gác chân nhôm này bỏ qua bên đây, ghi ngoài sau té đi, ghi đọc cho ghi mẹ cho mau. Rồi cặp gác chân nhôm này với cái miếng sắt này là 300 ngàn, nhắn tin gì cọc mới được nha, áo cọc à, nhắn tin nhóm đi cọc mới được à, không gửi thí đâu chạy nữa, bơm một cái tốn 400-500 ngàn tiền ship. Đây là cây cần thắng bán 200 ngàn, cây cốt bọng. Tháo cốt bọng ra coi, đi lại đây phụ lẹ đi, tao quay lâu lắm. Cây cần thắng dạ dưới có chạy hay hơi nè, cần thắng nãy bao nhiêu? Cần thắng 200 ngàn. Đó, cây cốt bọng với cái khoe gà vô 50 ngàn, gà vô. Cây bô, cây bô cổ ghim theo xe, bô cổ ghim theo xe, bô ghim nước sơn ghim có chạy ở đây. Bô đời 2020 đóng số 20 đây, cổ ghim theo xe. Cái bô này bán cho bà con là nè, mặt tiền chỉ có chạy chạy đây, không có té xỉu nè, té xỉu nó sẽ chạy một đường dài, còn dắt ra dắt vô nó chạy đó. Bô ghim theo xe của full LED bán cho bà con là 600 ngàn. Cặp gù đối trọng, rồi chắc đầu khác lên. Cặp gù đối trọng đẹp quá trời quá đất luôn, full LED đây, gù đối trọng của full LED đó, hàng ghim theo xe. Rồi bán cặp gù đối trọng này hôm qua bán nhiêu? Bán 200 ngàn. Cây chống đứng của full LED đây đó, gắn vô tất cả dòng full LED và full mạp, chống đứng là 200 ngàn. Cùi dĩa full LED đây, cùi dĩa full LED sẽ vô quay y LED được và vô full mập đó, cái bảng này nó dày lắm. Rồi cái bài nói chung là full mập, full LED, quay y đầu dầu và quay y LED, bốn cái dòng đó đó nó sẽ xài chung một cái cùi dĩa này đó. Cùi dĩa này 200 ngàn, có cái khâu phía trước, cái cục canh phía sau. Dây điện sườn IC thôi, coi là IC hôm qua bán nhiêu. Tiếng máy lên. IC full LED. IC 1,5 triệu. Bao lõi. IC 1,5 triệu bao lõi. Cục sạc full LED đây. 250 ngàn. Kích đời full LED đây, cứ kìa. Cái nào FI là bà con chỉ mua gắn FI nha, bà con không mua gắn sân cơ được nha. Rồi kích đời full LED bán 150 ngàn. Rồi để lại kích đời full LED 150. Up top full LED 2 chui nè, up top 50 ngàn xài chung với full neo luôn nè, up top 2 chui nè. Rồi còn cái cộng dây điện sườn, dây điện sườn full LED này bán 500 ngàn. Rồi đem cái nắng phơi đây, 1,5 triệu á. Rồi cái phần máy của full LED đây, cái phun bơm xăng này lấy đầu bịch lại đây, cái phun bơm xăng này bán 1 triệu nè, còn cái cũ máy là 7,5 triệu. Cũ máy full LED ghim bích, ghim bích bùng, cũ máy còn rất là đẹp. Đây mà phơi nắng, đừng có tháo ra nha. Rồi lo chuyện đồ khác lên nè. Cái máy này nó không có cái dầu đạp nè, em bán không có cần số, không dầu đạp gì hết. Cái này là em bán nãy là 1 triệu nè. Cái này nè, cái phun xăng điện tử nè, 1 triệu nè. Còn còn như là nguyên cục máy còn lại là sẽ bán là 7,5 triệu. Máy đầu nồi ghim bích.
Má với măng cá không à, nhiêu đó đó, 3,5 triệu. Ốc đầu bò còn rất là đẹp nha, cái nước nhôm cũng rất là đẹp nha, cụ đề cũng vậy, chưa chạm gì hết nha, nguyên xi nguyên rin. Rồi 7,5 đồng đó bà con ơi, ai có phun mập bị hư đó, bằng máy cũng mấy triệu, mua này tán lên là rồi, phun mập full led 1,1 triệu. Có cộng dây hai máy nè, dây hai máy đưa đâu gắn vô đây để quên nè. Rồi cái máy full led 7,5 triệu, cái phun xăng 1 triệu, rồi cho qua đây khiên xuất thùng xăng lớn tiếp đầu đây. Rồi thùng xăng lớn cái Boe 200.000 bán rồi, đèn pha nắng luôn. Cái thùng xăng lớn với cái bơm xăng, thùng xăng lớn với full led nè, với cái bơm xăng nè đó, nắp xăng riêng theo xe đây, căn riêng theo xe nè, bên trong này còn xăng luôn đó. Có cái bơm xăng này, quan trọng nhất là cái bơm xăng này ha. Cái thùng xăng lớn với cái bơm xăng là 1 triệu ha, 1 triệu. Rồi khóa bỏ xuống, mày làm cái gì vậy, cái khác em đó, em khắc lên các chân hai tầng cầm ra. Rồi cái này là 1 triệu. Thùng nữa, thùng cùi dĩa nữa. Cái nắp gác chân ngang, gác chân ngang một tầng của full led đây đó, bán cho bà con là 290, gắn phun mập vào full led 290.000. Cái này đưa lên đây đó. Thùng cùi dĩa của full led đây. Còn cặp bánh mâm, bánh mâm đâu chưa, cặp bánh mâm đem 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 xuống lại đây, lại đây. Cái bộ thun cùi dĩa này 100.000, thun cùi dĩa theo xe nè 100.000, cầm ga 2 dây nè, cầm ga 2 dây này, nó gắn RSX được, RSX FI á, rồi full led full mập RSX FI, rồi quay đầu dầu và quay led là xài chung một cái cầm ga 2 dây RSX FI, là xài cầm ga 2 dây, còn mình mẫm mèo nó còn đẹp tốt. Thì cái cầm ga 2 dây này đưa cái bao tay luôn đó, cái cầm ga 2 dây này bán cho bà con là 250, bà con đi mua đồ hãng mới là đâu gần 300.000 nè, về là 250 cầm ga 2 dây. Rồi đưa cặp mâm full led lên, cặp mâm full led với cái má đùm ở ngoài sau còn xài tốt, xe đi 29.000. Rồi cái làm tambo còn tốt, má đùm đi, lấy má đùm, mâm còn đẹp, mâm sẽ có vỏ ruột luôn nha, mâm CS ghim theo xe, cái mâm này là em bán nè, vỏ ruột luôn, vỏ trước còn vậy mà, vỏ thay vỏ rồi nha, thay vỏ mới rồi, nhưng mà vỏ trước còn vậy, vỏ sau hay mòn hơi. Đời 2020 cặp mâm này khá là đẹp, có bên đây nè, bên đây chạy chốc 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 nè, đó, móc nè, mâm riêng, móc này. Dính đất nữa ông nội ơi, nó móc lúc nào nó móc là nó dính đất nữa. Rồi cặp mâm với cái má đùm dịnh, cái má đùm sẽ có kẹp luôn, giờ bố theo xe nữa nè. Rồi cái này bán 2,2 triệu thôi, cặp mâm má đùm là 2,2 triệu. Rồi tiền báo ốc lên 2,2 triệu, bưng nguyên con luôn, bỏ ốc dàn chân của Fulet. Rồi có rớt không, bỏ ốc dàn chân của Fulet còn khá đẹp luôn, em có ốc áo luôn á, thảy vô hết trơn cho bà con nè. Mình mua mình thay RSX Blast, nó khi khác hai bát tăng sơn là mấy khác giống nhau á, cái cục sao ốc để đi vô luôn đó, ốc áo, ốc đĩa một đống một mâm vậy nè, còn đẹp lắm luôn ha, bán 800.000. Đúng, hơi bị đẹp ha, 800 nè, đẹp ha. Rồi thay vô phun mập phun led, quay y đầu dầu quay led đó là vừa một loại một mà. Cái cúc sao của phun led nó dài vậy nè, nó tới 3 tấc 4 50 luôn hay đó.
2440 nó dài hơn những cúc khác cho nên không cúc nào thay được, chân chỉ mua cúc hãng thôi. Rồi ok, bóp là 800.000 đem ra phơi nắng nữa đây. Rồi hết rồi phải không? Rồi hết rồi, rồi xin chào bà con cô bác thôi nha.